cái cây đậu đã cho ra trái rồi. Đây, đây, đây là hoa đậu nè. Nó dành cho bạn nào mà chưa có thấy, chưa có biết cái hoa đậu của Ve. Đó. Đây nè. Giờ mình sẽ cắt đậu. Đây là trái đậu. Đó, bây giờ nè. Đây là lứa đầu tiên. Mà nghe ông bà già xưa nói là lứa đầu tiên á là cây trái á là không được phép con nít hái, mà không biết lý do tại sao. Tại vì hái xong chết cái cây chứ sao bà. À vậy hả? Ở nhà hồi xưa cũng vậy đó, có trái xoài chứ mận gì mà cái lứa đầu tiên là không không cho con nít hái. Đây đây nè, nó. Nó đậu quá trời luôn à. Đó. Cái non là chừa lại nha con, cái non là chừa lại nha. Dạ con biết rồi. Rồi. Có con nhiều như mẹ Hà chắc hái mới được. Rồi có con ha, có gia đình nhiều mới được hái. Ủa nó lá nó che hết rồi giờ sao hả? Đây. Nó che hết rồi. Nói chung là mình hái đủ ăn là được rồi. Là Rio. Ồ Rio hái quá trời luôn kìa. Đèn đèn đen nha mọi người, nguyên một núm luôn nha. Này mọi người coi nè, cái này là xào lên ngon ngon nha. Đậu que. Đậu que xào lên ngon ngon nè. Nè mẹ Hà ơi. Kìa. Ở dưới gốc có nhiều lắm. Trời ơi dưới gốc rất là nhiều. Đúng cái lá. Rồi, bên gốc cái lá nó che lại hết rồi. Hai quả mà ăn á nha, còn quả còn nhỏ lắm là chưa, còn non này khoan nha. À dưới đất kìa. Quá trời. Mình đâu có phân gì đâu, ngoài bắt đất với phân bò. Mình với phân bò không à. Mình không sử dụng một cái phân gì hết. Cái đất và phân bò. Dài luôn siêu dài. Như đây là đủ ăn chưa rồi. Đó. Ủa? Mẹ Hà như đó là đủ dư ăn chưa rồi. Ủa sao của mẹ Hà lạ của con vậy ba Hải? Của mẹ Hà nhỏ. Rồi vô rổ kìa. Trời ơi như đây là đủ ăn chưa, bữa trưa rồi thấy không? Có thêm không? Chắc thêm mấy rổ là chắc ăn nguyên năm luôn á. Thôi mình hái mà ăn một buổi rồi. Hà trước mặt em nè, đây nè. Trời đất ơi, trước mặt luôn, quá trời luôn, không hái đi đâu xa. Không hái đi. Xin đi, hái đi xin đi. Nào quá trời luôn rồi, chùm chùm ở dưới nè. Bà Hải ơi, qua đây chỗ này bụi trà bá lửa luôn này, bà Hải. Đó. Cái này bụi trà bá lửa đúng không? Đó, hái hết đi con. Nè bá, cái này dài quá chừng luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, cái này dài nhất nè. Nè mẹ. Ồ, đó đã, đó tự. Đó, hái đi, trời ơi, trong trọng, cái lá nó che nhiều lắm. Đi ô, dưới gốc nè, đi ô, bà thấy nè. Nó chùm chùm dưới gốc đây nè. Kìa, dài quá chừng luôn. Trời ơi, dài. Wow. Bỏ rổ lên trên này. Đi hái đậu que mà giống như là gặp vàng vậy đó. Vui nè. Đúng rồi, giống như là chặt nhé. Giống như là nguyên cây này vàng quá. Tìm quá chừng luôn. Để nào nó bay quá trời nè. Đâu. Nhưng mà để ngày mai hái tiếp đi. Rồi, thế que thành quả đi. Đây, đâu? Con thu hoạch nhiều nhất nha mọi người. Con thu hoạch nhiều nhất nha. Ok, là hãy bye bye cả nhà nha. Ơi khoan, trước khi bye bye, ba khoe một cái cây ớt của cái anh hàng xóm, anh Dũng, anh mới tặng. Anh nói là cái ớt rất là đặc biệt. Đây, cho các bạn xem có đặc biệt không. Cái trái ớt rất là to. Nó lớn hơn cái ngón cái của mình luôn. Mà nó nhiều màu nè. Tím, đỏ. Đó của anh hàng xóm, anh tên Dũng, Dũng mới lá mới tặng. Rồi mình sẽ dưỡng cái cây này, mai mốt mình sẽ nhân giống lên thật là nhiều, coi có bạn nào thích thì mình sẽ tặng nha. Rồi bye bye mọi người, bye bye nè, bye bye xin này luôn nè, quay lại. Xin này đang ngắm cái ớt. Rồi bye bye đi con. Rồi bye bye.